Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Về với xứ nghệ, hẳn một lần ai cũng đã từng đặt chân đến mảnh đất Nam Đàn. Nam Đàn, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân hào kiệt có công với đất nước như Mai Hắc Đế, Phan Bội Châu và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Địa chỉ đỏ mà hôm nay em muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là di tích quốc gia, đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong khung cảnh tuyệt đẹp của một vùng quê xứ Nghệ, Kim Liên là nơi cất giấu những kỷ vật linh thiêng gắn bó với thời niên thiếu của Bác Hồ, những hình ảnh xưa cũ gắn liền với tuổi thơ của Bác như cây đa, giếng cốc, nhà thờ họ Nguyễn Sinh và đặc biệt nhất là ngôi nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thân phụ của Bác Hồ là cội nguồn tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí lớn lao của một vị anh hùng dân tộc. Làng sen nơi đây, Bác Hồ đã gắn bó với 5 năm thời thiếu niên, từ lúc Bác 11 lên 16 tuổi. Khi về sống với mảnh đất làng sen, Bác Hồ của chúng ta là cậu bé Nguyễn Tất Thành mới 11 tuổi, nhưng Bác sống trong nỗi đau của mẹ vừa mới mất. Quê hương chỉ được đón Bác về thăm đúng 2 lần cho đến năm 1957. Sau hơn 50 năm tìm đường cứu nước, lần đầu tiên Bác mới có dịp về thăm nhà, thăm quê hương. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Hôm nay chúng cháu, những học sinh của trường tiểu học Nam Anh, thật vinh dự và tự hào được về đây dưới ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn của Bác để cất lên giai điệu hào hùng tiếng quân ca. Bài hát hơn 70 năm trôi qua, lời bài hát đã cất lên từ trái tim của bao thế hệ Việt Nam, mang theo ước vọng của cả dân tộc đi qua những cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập tự do, để non sông thống nhất, để tổ quốc mái thắm tươi trường tồn. Máu và nước mắt của những người con nước Việt đã tô thắm màu cờ đỏ sao vàng, để mỗi người dân được hát vang bài ca vĩ đại của dân tộc trên quê hương hòa bình thống nhất. Với lòng tự tôn dân tộc, khát vọng xây dựng quê hương vươn xa, vươn cao trong thời đại mới, chúng cháu hứa sẽ học giỏi hơn, chăm ngoan hơn, để xứng đáng là người con của mảnh đất Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.